Hiên xin chào tất cả quý khách hàng đã quay trở lại với buổi live stream của công ty Epicorotis ngày hôm nay. Lời đầu tiên xin cảm ơn tất cả quý khách hàng đã luôn tin tưởng ủng hộ những sản phẩm của công ty trong thời gian vừa qua. Công ty Epicorotis rất hân hạnh là nhà phân phối những sản phẩm máy lọc nước điện giải của tập đoàn Vinasin Nhật Bản và những sản phẩm hỗ trợ sức khỏe và sắc đẹp của bộ phận công nghệ việc ứng dụng công nghệ Việt Nam. Đối với những máy lọc nước điện giải cánh gần thì một chương trình mà công ty luôn dành tặng đến cho tất cả quý vị đó chính là chương trình trải nghiệm nguồn nước 15 ngày. Đây là chương trình mà Hiên tin chắc rằng quý vị sẽ rất yêu thích bởi vì cơ hội được trải nghiệm những dòng nước cánh gần mang lại sức khỏe cho chúng ta nhiều như thế nào. Bên cạnh của Hiên đây là chiếc máy điện giải cánh gần K8 đang được đặt tại showroom tầng 1 của công ty Epicorotis miền Trung tại số 07 Nguyễn Huệ, phường Việt Ninh, thành phố Huế. Chiếc máy khi được đặt ở đây sẽ đón chào tất cả mọi người đến và lấy nước về nhà trải nghiệm. Bản thân của Hiên cũng như tất cả các nhân viên rất biết ơn công ty khi đã được đặt một chiếc máy ở đây để có thể sử dụng và uống bảo vệ sức khỏe mỗi ngày. Quý khách hàng khi đến showroom trải nghiệm nước trong vòng 15 lần, mỗi lần quý vị sẽ nhận được 5 lít nước mang về nhà sử dụng. 3 nguồn nước khi quý khách được nhận đó chính là pH 9.5. Đây là nguồn nước giàu kiềm và khoáng chất sẽ uống để hỗ trợ chăm sóc sức khỏe mỗi ngày. Và quý vị đừng quên đó là chúng ta sẽ uống 8 ly và 2 lít nước mỗi ngày. Và đối với những khách hàng đã có các hồ sơ bệnh án như tiểu đường, gút, thận, gan nhiễm mỡ, v.v. thì quý vị sẽ được một phác đồ sử dụng phù hợp nhất để mang lại hiệu quả tốt nhất. Và nước khi chúng ta mang về nhà sử dụng thì quý vị đừng quên đó là mình sẽ bảo quản để giúp cho lượng nước của chúng ta được giữ những cái lượng khoáng chất cũng như cái độ kiềm của nó. Và bên tay của Vũ Thiên đây là chiếc túi 5 lít. Đây là một sản phẩm chính hãng của tập đoàn Vinasin. Và khi quý khách hàng mang nước về nhà sử dụng mà đừng trong chiếc túi này thì chắc chắn chất lượng nước sẽ được đảm bảo hơn. Vừa rồi là những chia sẻ của Vũ Thiên dành gửi đến cho tất cả quý vị khách hàng. Và hy vọng rằng là qua chia sẻ này thì quý vị sẽ nhanh chân đến ngay với showroom của công ty Epicorotis tại số 07 Nguyễn Huệ, phường Bình Ninh, thành phố Huế để được tham quan và trải nghiệm mang nước về nhà sử dụng. Và số hotline quen thuộc của công ty đó chính là 0234 395 6868, sẽ luôn sẵn sàng hỗ trợ giải đáp những thắc mắc của quý vị. Quý Hiên xin cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi đến hết buổi live stream ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.